Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Nhân quả báo ứng, tế hào không sai. Hòa thượng Tuyên Hóa khai thị tại trường đại học Oregon. Nam mô tận hư không biến pháp giới thập phương tam thế thường trụ vô lượng vô tận nhất thiết chư Phật. Nam mô tận hư không biến pháp giới thập phương tam thế thường trụ vô lượng vô tận nhất thiết tùng pháp. Nam mô tận hư không biến pháp giới thập phương tam thế thường trụ vô lượng vô tận nhất thiết tiền thánh tăng. Nam mô tận hư không biến pháp giới thập phương tam thế thường trụ vô lượng vô tận nhất thiết ba la đề mục xoa. Nam mô Như Lai ứng cúng chánh biến chi minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ đều ngự trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Đạo Phật chú trọng về nhân quả, vì sự báo ứng tuần hoàn không hề sai lệch một tế hào, gieo nhân nào thì gặt quả đó, trồng nhân lành thì kết quả lành, trồng nhân ác thì kết quả dữ. Nếu mình gieo nhân mắng chửi người, tức mình sẽ bị kẻ khác đánh đập. Nếu mình gieo nhân đánh người, tương lai sẽ gặp quả báo bị người giết. Cổ nhân nói, giết cha người, người sẽ giết cha mình, giết anh người, người sẽ giết anh mình, là vậy. Nhân nào quả nấy, chúng sanh như chúng ta đều là sợ quả chứ không sợ nhân. Lúc gieo nhân, chúng ta không chịu cẩn thận. Đến khi kết thành quả rồi thì mới lo lắng buồn chồn. Ngược lại, Bồ Tát thời sợ nhân chứ không sợ quả. Bồ Tát rất cẩn thận khi gieo nhân, cho nên khi quả báo đến thì Bồ Tát tình nguyện tiếp nhận quả báo đó chứ không trốn tránh. Tư tưởng của chúng sanh và Bồ Tát khác nhau là ở chỗ này. Lòng người đại lượng thì phước báo quảng đại, còn nếu tâm lượng hẹp hòi thì phước báo nhỏ nhoi. Lòng đại lượng tức là hạt nhân to lớn, tương lai kết quả sẽ lớn. Chúng ta nên biết rằng tất cả đều do tâm tạo. Người xưa nói chữ tâm đó như sau: tam điểm như tinh bố, loan câu từ nguyệt nha, phi mau tùng thử khởi, tác Phật giả do tha. Tức là ba điểm trắng như một chùm sao, lưỡi câu công như trăng lưỡi liềm, đòi khoác gia long là từ đây, làm Phật được cũng do nó đấy. Bởi vậy chúng ta đừng nên làm các điều ác, mà hãy làm tất cả việc lành. Thành Phật cũng là do từ một niệm trong tâm, song con người không thể quản chế được tự tâm, mặc dù tâm là ở trong, nhưng nó thường hay chạy ra ngoài, vọng tưởng có thể đưa chúng ta đi xa đến thiên đường hay địa ngục, hoặc gần thì đến New York hay San Francisco. Chung quy là chúng ta không thể tự quản chế được tâm mình. Tu đạo là tu một niệm ở tự tâm. Nếu chúng ta có thể đem một niệm tâm kiềm chế vào một chỗ và chuyên nhất, vậy tức là vô sự và không phải bàn gì nữa. Giảng ngày 3 tháng 5 năm 1987. Ha ha ha, 问什么的说。